Hello anh. Rồi, ok, xong ok. Bây giờ biết sao? Anh làm có phần nhưng mà anh không có làm cái tiếp nhọn. Tại tiếp nhọn nó thường lắm. Nó ai làm cũng được hết. Nhưng mà anh làm cho em mấy cái sếp mà anh làm cái móng natural. Đó ha, natural mới đáng nói chứ còn móng nhọn cắt cái bụp cái xong này, đâu có gì đâu để nói. Tưng bừng khói lửa sáng giờ nè. Giờ mới có chút xíu tham làm cho em. Em ở đâu anh quên mất tiêu rồi. Brownwood, Texas. Là mà mấy cách đây mấy tiếng? 3 tiếng. Ừ. Cách có 3 tiếng rồi các bạn. Lái xe có 3 tiếng hồi về 3 tiếng nữa là 6 tiếng rồi. Các bạn nào mà ở gần Dallas hay Garland á, Phong đang có mặt ở Garland nha. Các bạn tới cái móng này em thấy không? Cái móng này nó nếu mà mình không biết gắn mình bị đổ qua bên luôn. Mình bị đổ nó qua bên nhưng mà ví dụ móng em đang cong bên trái mình phải sửa lại bên phải cho nó cân bằng lại nha. Mình nhìn từ trên đây mình nhìn xuống. Em thấy anh sẽ bẻ cái móng này bên phải này nè. Em nhìn có vẻ như là cắn móng méo qua bên đây nhưng mà thực sự anh phải canh từ trên đây anh canh xuống chứ mình không có canh cái khúc méo. Cái này cũng vậy luôn. Trời em trai này được cái móng tay méo đều như nhau. Anh sao hết. Ngày xưa siêng học lắm phải không? Cầm viết đồ này nọ là nè. Cái này nãy chưa có buffer tại vì làm demo á, chưa có vũ á. Vậy đâm ra nó không có dính. Hello các bạn và anh chị em nha. Ok, để thay thẳng như này. Quay ngược tay lại đây. Gắn móng mà méo rồi thì đừng nói tới cái vấn đề gì khác hết ha. Gắn móng mà vừa mới nhào vô là thấy sai rồi. Là thấy xong hàng, xong xà bông nè. Sang ly là đi dặm, vừa mới vô mà đã méo rồi. Thôi khỏi nói tới cái chuyện này. Dũa nó có thẳng hay không nha. Đừng nói đến mấy vấn đề khác. Nhiều khi gắn thẳng đắp còn méo nữa không chi gắn méo. Ok, bốn ngón thôi. Em lấy cái này anh để tay của em cho nó comfortable cho cái tay của em. Thấy không? Vậy ok hơn. Sửa cái camera lại. Hello Hương Trịnh. Hello Hương Trịnh khỏe không? Hello các bạn, hello cho mấy đô. Rồi bị ngón này anh sẽ làm cái móng có phần đi. Này almond. Cái này mà làm gì đây? Nhọn đi. Nhọn hả? Ok. Nhọn luôn. Nhọn thì anh để anh dài hơn khúc này nha. Tại nhọn em biết sao dài nó mới đẹp. Cái này để móng pepper square ha. Siết lại cho nó đừng có bị đổ. Rồi cứng ngắc luôn. Sáng chưa? Rồi bây giờ cắt có phần đó các bạn cần phải có một cái cây kéo thẳng ha, mà cắt có phần đó kỹ nhất lại biết cái ở chỗ nào. Em cắt sâu quá đâm ra cái móng em nó tóp lại luôn. Cái bắt đầu em dũa nó tóp vô thêm chút, cái là hồi em đắp bột lên em dũa nó tóp thêm chút nữa, đâm ra cái móng của em nó si cà que luôn. Nó giống như người bị khuyết tật á, bị teo cơ đó, nó lõm vô luôn. Cắt chút xíu thôi.
nhiêu đây là đủ rồi. Không. Khỏi cắt luôn anh. Hello Thu Nguyệt. Khỏe không em Thu Nguyệt em? Hương Trịnh yếu xem phim nó yếu hơn đó nha. Để mới ngồi xem anh làm. Chứ yếu là xem phim rồi. Yếu nằm chiếu nha em. Em yếu em nằm chiếu, em mạnh thì em nằm mới lạnh. Ok, à mình nha. À mình em cắt sâu vô đây cho anh chút. Cái mũi kéo để ngoài nha. Chứ thôi bấm phập vô thịt người ta đó. Cái này là móng móng nhọn. Móng nhọn thì em canh giữa, em lấy dấu giữa nè. Cái này là paper square này, không có cắt. Em khỏe lắm anh ơi hả? À, em khỏe thì em nằm máy lạnh. Em mạnh em nằm máy lạnh nha, chứ em yếu là anh bắt em nằm chiếu liền. Em thấy không? Anh vỗ chút xíu hả? Nhiêu đây là được rồi. Tại biến sao đắp bột lên mình còn vũa nữa đó, nó lại vậy ha. Còn cái almond á, nó nhiều người vũa không ra được cái shape là biến sao. Thực sự ra almond nó dễ lắm, nếu mình biết cách nó dễ lắm. Almond á, em để hai bên đây thẳng dành nó y như cốc hình vậy đó, nhưng mà nó khác cốc hình là sao biết không. Em bo hai bên cái bên này dành. Thấy ra ao mình chưa? Ừ. Khác biệt chút xíu thôi à. Nhưng mà nếu mà mình không biết á, vũ hoài vũ không ra xếp. Nó không ra xếp, nó không có đều. Mà càng vũ càng tóp lại. Ừ. Vậy mới đau chứ. Rồi, món nhọn thì cứ dễ rồi ha. Để cái này chút. Bây giờ đa số nhiều người bây giờ họ xài cái móng thẳng á. Móng thẳng thì nói chung mới dễ là em cắt cái bùm cái ra cái có phần luôn rồi. Không có gì để nói hết. Nhưng mà lỡ xui xui không có móng thẳng sao? À, không lẽ không làm. Ha, thì mình học cái khó ha. Này thực tập thực chiến. Còn cái taper square là sao? Có nghĩa là taper square thí dụ như có phần là 8 phần thì em vũa 1 phần thôi, em trừ lại 9 phần. Ha. Thật là em khỏi vũa luôn. Taper square là nó là narrow square đó. Nó chút xíu, nó thu vô chút xíu thôi. Đó, vậy là xong rồi đó, thấy không? Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình. Lâu quá không thấy. Lâu quá không thấy anh live stream hả? Thu Nguyệt, em phá quá nha em. Mình đắp bồn là mình phải mài cái cạnh này đi nha. Không ấy lát hồi mình vuốt nó lồi ra hai cái này nó xấu lắm. Cái vô đầu vũ đai mình clean này các bạn, lỡ xui á cắt lên tay khách không sao ha, cắt lên tay khách không sao. Nhưng mà mình nói không cắt lên tay khách không sao, chứ cũng đừng có mà dí lên tay khách mà nhấn xuống nha các bạn. Mỹ trắng nó la làng, mà mỹ đen nó múc mình luôn á. Nó bóp xốp mình luôn á. Rồi. Cái primer của Chisel mới ra. Cái primer này đắp good lắm nha. Em biết sao? Đắp nó đỡ lip. Cái primer mới của Chisel nè. Đắp nó đỡ lip. Mình đắp một cái màu rất là hot bây giờ là cái màu solid 222 nha các bạn.
Lấy cục bột em thấm giấy nè. Em bỏ lên. Em rê xuống chút. Dốc tay xuống, chùi cỏ lấy nước liền nha. Dặn đây. Cho nó sát lên có khoe. Rồi bắt đầu sao? Bên trái, bên phải. Cái này bột nó hơi khô thì mình phải pha liquid đậm vô thêm chút. Anh đắp xong cái này anh pha liquid lại. Mình đắp đó, em biết sao? Mình đắp một ngón thôi là mình phải biết canh chỉnh cái liquid liền. Anh phải pha liquid lại. Mình đắp mà mình cảm thấy liquid mà nó khô bột quá. Pha liquid đậm vô liền. Mình là người làm chủ cuộc chơi mà. Lấy cục bột ha. Thả cục bột lên khóe này. Cho nó tròn khóe rê xuống nè. Tuổn bột lên nè. Sửa cục bột lại cho nó ngay ngắn. Mình mà sửa cục bột lại ngay ngắn là mình thấy là xong rồi. Nó là cái móng của mình là nó đâu ra đó rồi. Em thấy anh, bây giờ cái bột của mình á, nó dẻo trở lại liền. Là do cái liquid. Mình là cái người làm chủ cuộc chơi ha. Mình nói cục bột đi là đi, mà nói nó đứng là nó đứng. Chứ còn mình mà nói nó đứng mà nó đi, mà nói nó đi là nó đứng yên. Xong rồi, xong sao bông rồi. Mình là người làm chủ cục bột ha. Hello anh chị em và các bạn. Ủa sao cái này nó hiện ít cái comment quá ha. Công nhận cái Samsung này, Z Fold này thấy nó cũng không ngon lắm. Bao nhiêu tiền vậy anh ạ? Bột chi dầu bữa nay là đang có discount nha các bạn. 11 đồng đang discount 20%. Bạn nào muốn order thì gọi số phone 214-214-8000. Ok. Thả của bột này. Ngon này chắc làm ombre đi ha. Muốn ombre hả? Ok. Trời, màu này làm ombre sợ chịu không nổi á. Nhức nách quá. Nhức nách quá sợ làm chịu không nổi. Em biết sao món nhọn mà em muốn mà cho nó nhọn thì nhọn, em lấy cái đây nè. Em vuốt về cho anh. Thứ nhất là nó lẹ. Biết không? Thứ hai nữa là nó, cái xếp của mình ra nó nhọn lắm. Đó. Cái đó là mình cái mẹo để mình làm nhanh đó. Còn nếu mà em sợ dơ thì em dơ tay á thì em lấy cây cọ em cắt. Mà anh thì anh chơi luôn cái tay của anh luôn. Biết sao? Dơ mới có tiền chứ sạch quá nhiều khi không có tiền. Đúng không? Bàn nhiều khi sạch sẽ quá không có bụi gì, đâu có tiền đâu. Bàn dơ vậy mà nhiều tiền. Tại làm khách nhiều mới có tiền chứ. Đúng không quý vị? Đúng like không? Không đúng thì subscribe. Ông Ray ha, ông Ray chơi màu xếp màu white đi. Màu đẹp quá, chịu không nổi luôn. Đúng rồi anh, à hết rồi.
sold out rồi, mấy chục hũ sáng giờ, giờ em này muốn mua hết hết hàng mua luôn. hẹn em chuyến 2. Hẹn em chuyến 2 nha. Hàng đang về. Hàng về tới đầu ngõ rồi. Mấy chục hũ 22 mà sạch bách luôn rồi. Giờ hết hàng luôn này. Quá trời luôn, sáng giờ bán quá trời bán luôn. Cái màu trắng không đang đắp là cái màu Super White nha các bạn. Cái Super White này đắp dễ lắm các bạn, nó không có chảy. Với lại nó không có bị bụng. Các bạn để ý là những cái màu White á, thường là nó bị bụng, cái bột khó đắp lắm nha các bạn. Mà biết sao, đắp xong á, trời mình vỗ cái, mình vừa mới đặt cái vỗ cái nó lỡ mất cục bột luôn. Đó. Nhưng mà cái Super White này nó không có bị bụng bột nha các bạn. Vũa vô tư luôn. Đó, thấy không? Bây giờ làm ombre ha. Ombre và hai cục xưa rồi quý vị. Giờ ombre mình chơi cục luôn. Các bạn rê xuống dưới đây nè, rê đều ra, các bạn vuốt nhẹ cái à. Anh nói rồi, nhức nách lắm, chịu không có nổi đâu, nhức nách luôn quý vị. Đắp lên cái nách mà nách nhức nách luôn, nách nổi hạch mỗi bên hai cục, hai bên bốn cục. Cái màu 22 này nó rất là lạ nè. Có nghĩa là nó vừa nu mà nó vừa base, mà cái màu nó giống như là cái tông mà pastel á, nó sáng chứ nó không có chì. Đó, nó lạ là lạ ở chỗ đó. Đó. Rồi xong rồi mình bỏ clear lên là xong ha. Hello anh tình yêu, anh khỏe không? Mấy bữa nay em thấy anh là hơi ốm á. Hơi ốm chắc bị gì hả? Bữa có hỏi anh nói là anh bị bệnh. Chúc anh tình yêu sức khỏe nha. Sức khỏe dồi dào. Dồi dào sức khỏe để truyền nghề cho các em. Ok anh tình yêu. Đó, rồi xong xà bông luôn. Bây giờ mình chùi cọ nha. Bây giờ em mua cọ xịn hay cọ dởm gì em đắp xong em cũng phải chùi cọ hết. Chứ không phải là cọ này cọ xịn đắp xong khỏi chùi. Em đi xe xịn hay là em đi xe dởm gì liền đỏ em cũng phải dừng thôi à. Đúng không? Đó. Chứ không phải là cọ xịn là đắp xong khỏi chùi nha các bạn. Của bền tại người thôi nha. Cái màu 222 này. Này. Solid 222. Cái màu nó lạ lắm các bạn. Nó nu mà nó sáng lắm kìa. Đầu co cái này nó không đọc được cái comment. Màu đẹp quá. Hello Jenny. Hôm nay làm ra màu hai màu. 222 hot quá. Trời ơi. Ông David Hoàng. Ông Phước. Ông Phước, ông Lộc với ông Thọ ở nhà. hai này các bạn. 6 nút. Anh yêu em, anh dắt em vô lầu 6, vô lầu 6 hai đứa mình nhốn nháo. Giới thiệu các bạn màu 22 6 nút. Đắp màu là hát bài. Đầy đủ cái món chơi luôn. Trời ơi. Để anh suy nghĩ coi. Anh suy nghĩ coi, anh có nên đi thi rap Việt không? Nào bây giờ mình vũa nha các bạn. Em không chạy máy chứ hả?
Ừ, anh chạy máy trước cho lẹ. Tùy người thôi. Anh thì anh chạy máy trước tùy thôi. Gì Hương Trịnh ba chữ chứ còn ai này, ông nào giỏi dễ sợ cái này không được. Thank you Andy Lê em. Em biết sao, nếu mà em đắp mà lỡ mà cái móng của em á mà nó bè ra quá đó, mà lỡ mà em nói chung là cái tay nghề của mình chưa có vững lắm á, mà 10 ngón của em mà nó bè ra hết, mà em lấy cái dũa này em dũa phê lắm. Em lấy cái đầu dũa này nè, em lấy cái xếp luôn nó lẹ. Mà luôn nhớ là cái bên phải thì em đẩy cái đầu dũa lên, cái bên trái thì em đi cái đầu dũa xuống. Thấy không? Em lấy cái xếp bằng cái này luôn nè. Nhưng mà nếu mà em cái tay dũa của em nó cứng thì em hãy làm nha. Còn mình yếu thì mình nằm chiếu nha. Khi nào mình mạnh thì mình hãy nằm máy lạnh. Đó, lấy cái xếp luôn, nó lẹ. Đó, mình gọt bằng cái máy này luôn. Ok. Hôm nào vắng khách. Ờ đúng rồi em. Cà Pháo, anh đi show xong, show này 6 giờ xong là anh đi giải cứu khoa búp nè. Anh đặt vé rồi, bay qua Alaska giải cứu khoa búp. Cọ mình mua về dùng được luôn hả Phong hay rửa bằng... Đúng rồi, cọ mua về là phải rửa bằng acetone nha, cho nó sạch cái oi. Nếu mà bấm cọ bằng oi á là phải rửa bằng acetone rồi mới xài. Em thấy nãy mình lấy cái tay mình vuốt ra nó lẹ. Thứ nhất nó lẹ mà biết sao? Mình nhiều khi mình vuốt bằng cái cọ đây nó bị lép cái đầu. Bị lép cái đầu, đâm ra nó cái đầu này nó không có đủ cứng. Cái lực nó không có đủ cứng ha. Thì anh chơi anh thích một cái xếp nhọn là anh cứ lấy hai ngón tay anh vuốt rồi anh nhắc nụ nó một cái. Hello Danh, khỏe không em? Khỏe không em trai? Danh ở bên Florida. Hello, how are you guys? Xong vụ máy ha. Ok bây giờ vụ cái sếp này sếp có phần ha. Cái sếp có phần em vừa mới vô là em phải đặt cái vụ đúng thì em mới nói đến cái chuyện mà cái sếp của em nó ra nó thẳng hai bên hay không. Vừa mới ra mà em để cái cây vụ dày là thấy thua rồi. Em biết sao? Cái vũ của em nó lên tới lên trên đây luôn. Cái xếp của em nó không thể nào lấy lên tới trên đây được. Mà nó chỉ từ cái chỗ này nè. Từ ngay chỗ cái đây nè em thấy không? Nó lấy ra. Mà làm sao để mình xác định được cái điểm mình lấy xếp ra? Em phải dựa vô cái thao tác em để cái vũ xéo vô vậy nè. Cái thịt của em nó giữ cái vũ lại đúng không? Thì có phải cái xếp của em nó lấy ra từ đây không?
qua tới bên đây cũng vậy. Em thấy cái xếp của em nó lấy ra từ đây không? Hai bên cục thịt này của em nó bằng nhau, tự động xếp em nó bằng nhau, không có bên cao bên thấp. Nhưng nếu em để cái dũa vậy, dũa em nó di chuyển tự do luôn, làm sao em biết được xếp lấy ra chỗ nào? Thì bên cao bên thấp rất là dễ xảy ra. Ok. Ba của em mà không giỏi thì ai giỏi? Mới ngày nào gọi ba mà bây giờ quên hả? Em biết mình dũa sếp á, đặc biệt là cái sếp có phình á, thường là dễ bị gặp tình trạng gì biết không? Dũa quá lố. Dũa quá lố là sao? Em đưa cái này ra, nguyên khúc bột đi mất hết trơn luôn, nó lòi cái móng thịt của em ra đó, làm sao sửa? Không sửa được, chỉ có thiếu đều lấy bột đắp vô thôi. Nó chấp vá gì lắm. Thì mình dũa sếp, bất kỳ cái sếp nào cũng vậy, mình phải biết điểm dừng, mình đừng có overfoul. Overfoul là sao? Dũa khí thế luôn, dũa không biết điểm dừng là dễ bị lèm bột lắm ha. Thực sự ra nếu mà em nhìn một cái móng, cái sếp có phần của em, em nhìn cái sếp có phần của em, ví dụ như sếp này đi, em nhìn cái sếp có phần của em, ví dụ như sếp này đi, em nhìn cái đường này nó chưa thẳng nè, mà em lầm tưởng là cái cạnh này nó chưa thẳng, nhưng thật sự ra em biết cái khúc nào nó chưa thẳng không? Cái khúc ngay đây nè, cái sidewall của em, nếu mà cái sidewall của em mà nó dày á, em biết sao? Cái sidewall này của em mà nó đưa ra, mắt ở trên em nhìn xuống, em tưởng là bên cái cạnh này, em tưởng cái cạnh này nó chưa thẳng, em cứ khí thế luôn, vũ khí thế luôn, vũ khí thế rồi bắt đầu nó lẹm bột vô, lúc mà nhìn ra cái lúc đó là xong rồi, còn gì nữa đâu mà không với sầu. Nhớ nha, vũ vừa vừa thôi nha, phải biết kìm hãm cái sự sung sướng lại nha. Ok, riêng cái sếp almond này thì cái cách vũ của anh nó là như vậy nè, vừa mới nhào vô anh để cái cây vũ của anh như vậy luôn. Anh làm cho cái phần bên dưới á, nó mỏng thì là mỏng đi luôn. Khi mà nó mỏng xong rồi, em nhìn nè, nó mỏng xong rồi, anh mới bắt đầu anh vũ sếp. Đó, em biết lý do tại sao mà anh làm vậy không? Nếu mà ở đây nó dày quá, em vũ sếp nó rất là lâu ra. Nó dày mà, nó lâu ra. Nhưng mà nếu mà em gọt cái chỗ này nó mỏng đi, em vũ cái ra sếp liền. Tại nó mỏng. Nhưng mà có nhiều người đặt cái câu hỏi lại là, Ủa về dũa mỏng như vậy rồi nó gãy sao? Thực sự á, cái này á, nó mỏng nó không liên quan gì gãy hay không. Em biết cái chỗ này nè, nó dày cái chỗ này nó mới không gãy, chứ còn mỏng cái chỗ này không kê, không có liên quan gì tới cái gãy á. Với cái mỏng này gãy hay không là do ngay đây nè, mình cái xương sống mình, cái structure của mình á, cái chỗ mà điểm chịu lực của mình á, nó dày là nó không gãy. Đó ha. Rồi khi mà nó mỏng rồi thì em thấy mỏng rồi dũa cái ra liền. Đó là cái cách của anh ha. Có thể cái cách của anh nó chưa chính xác, nhưng mà đối với anh là thì anh dũa vậy ha. Thì anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh thôi. Anh không nói cái kiến thức đó là đúng hay là sai. Ai cảm thấy đúng thì làm theo, còn không đúng thì không phải làm theo. Ha. Tại vì đúng sai là ở mỗi người. Hợp lý không quý vị? Hợp lý thì like, mà không hợp lý thì subscribe. Ok, móng nhọn này ha, thì đã mang tiếng là nhọn là phải cho nó nhọn ha. Phải hiểu một điều là móng stiletto á là phải nhọn. Nhiều khi móng nhọn chưa chắc là nó nhọn, nhưng mà hễ mà nói tới móng stiletto là phải nhọn, thiệt là nhọn mới đúng là stiletto. Nếu mà mình làm móng nhọn cho khách á, nhất là những người khách Mỹ đen á, họ thích làm móng nhọn lắm mà dài lắm. Anh có một người khách Mỹ đen, trời ơi, họ làm full móng luôn. Anh làm vũa nhọn cho họ luôn. Đó. Mà làm nhọn như vậy là rất là nhọn ha. Đi đánh ghen xui lắm mới què.
xui lắm luôn mới què nha quý vị. Cộng thôi là ăn không à. Ok, móng thép và square nè. Thép và square vũ ít thôi, vũ nhiều nó teo lại thành cóc phình. Ủa bự chi sò đang sale đó chị. Chi sò đang sale đó, sale 10 đồng lận á. Chị muốn kiếm màu nào? Hũ bự, hũ lớn luôn hả? Hũ lớn thì hình như hết hàng rồi. Dạ, lấy hũ nhỏ xài đỡ đi. Đang có sale á. Rồi bây giờ mình quay lại nè, okay, mình quay lại để mình chỉnh sửa cái xếp của mình hả. Nhiều khi mình vũa vậy mình nghĩ nó đẹp rồi, thực sự chưa đẹp á, quay ngược tay lại thấy méo xẹo. Thì mình gò cái xếp lại một chút. Nè các bạn phải tập xác định được là cái chỗ u nó nằm đâu á. Cái chỗ u nó nằm đây nè các bạn. Cái sidewall á, mình gọt nó đi là nó thẳng. Nè thấy không, nhìn ở bên kia là thấy nó thẳng, quay ngược tay lại thấy nó bị dẹo qua bên không. Đó, phải gọt ha. Bạn nào muốn vũa như vậy thì cũng được nè. Vũa như vậy cũng được ha. Vũa dày cũng được. Không có để cái vũa dày cũng được. Rồi sống. Sống xà bông luôn. Rồi xong. Dạ để anh chỉ cho em mấy cái vẽ, mấy cái vẽ Christmas ha. Vẽ vân vân và mây mây. Design thì dung vô chút xíu mà. Lấy tiền cho nó phê. Em nhìn móng á, à, em biết sao? Em nhìn móng, cái móng của mình có đạt tiêu chuẩn hay không á?
em nhìn thẳng vậy nó chưa đủ đâu. Em lật ra bên hông em nhìn. Em lật ra bên hông em nhìn. Em lật ra bên hông em nhìn. Thường mà dũa là hay bị dính cái khúc này lắm nè. Nó lại một, nó mất một hết trơn à. Nó lòi cái móng thiệt ra. Hả không? Nhìn móng mình nhìn bên hông nữa. Anh tỷ anh rồi đó. Nhất cái nắp luôn, nắp nổi hạch mỗi bên hai cục. Em đợi. Hai bên bốn cục. Em hả? Em chắc phải get like qua ngày mai quá. Sưng mát nha các bạn. Sưng mát lên để mình vẽ chứ. Vẽ dung đồ cho nó vui. Đang mua nó tràn lên. Em vẽ gì cũng vậy, em sơn mát lên cho nó bám cái treo của mình. Cái màu này công nhận làm ông ra nhức nhối quá ha. Cái màu 222 này nè. Thơ máy.